Hello anh em, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Bên dụng cụ container T cũng mới về một số mặt hàng, chẳng hạn như mấy cái đầu máy Mitsu 6 ngựa 3 181 ha. Cái này đầu máy cứu hỏa, là mấy cái máy cứu hỏa ha. Thì cũng như là hàng mình vừa tới thì mình lên đây để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu có phù hợp cái máy nào đó, thì anh em cứ liên hệ cho mình. Số điện thoại mình là 0914711438 nha. Mình là tên Tình. Thì đó giờ cũng như là mình báo cái ngày là cái ngày Tây nha anh em, cái ngày Tây ngày dương lịch ha. Đó anh em lưu ý ha. Rồi bây giờ mình cũng không có làm mất cái thời gian của anh em. Bây giờ mình sẽ vô một số 1. Mã số 1. Máy Mitsubishi GB181, máy là đẹp trên 90% luôn anh em ha. Rồi mình báo giá rồi, cái là mình cho anh em xem luôn cái ngoại hình nha. Mã số 1 có giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, máy là cực kỳ đẹp luôn. Đây ha, nước sơn đồ là nguyên zin hết nha anh em ha. Áo gió nè, bóng dợn luôn ha. Đó, chụp giật nè anh em, nhìn nè cái dây giật của nó mà nó còn trắng tinh vậy là anh em đã biết ha. Máy này theo mình đánh giá là phải trên 90%. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết ngoại hình cái nắp cò cho anh em xem. Đây anh em nhìn cái nắp cò nè. Máy này mình đánh giá là khoảng 90% là có trên nha anh em ha. Đó, còn mã số luôn, LN175 nha. Rồi chế bình xăng con nè, mới tin luôn nha ha. Lốc nè, trắng phiếu hết toàn bộ. Rồi đây là mặt sau anh em ha. Đó, mặt sau nè, ốc nè ha, trắng phiếu hết toàn bộ luôn nha. Nó đẹp từ con ốc luôn anh em ơi. Rồi thì đối với lại cái máy mã số 1 GB181 này là nó có nó được truyền cốt xéo tua chậm nha anh em. Tua của nó là tua 2000 nha. Rồi đây mình sẽ cho anh em xem bên cái phần cái bên hông máy nha. Thì đối với lại cái GB181 này á, cái mã số máy của nó là 0131202 nha, mã số máy nha anh em. Rồi ở đây nó có giật nổi nè, GB181 Made in Japan ha. Rồi bên đây cũng vậy ha, GB181. Đó, máy là mình sẽ bao cho anh em là nguyên zin 100% nha. Đó, tình trạng máy rất là đẹp. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy cho anh em xem nha. Rồi đầu tiên là anh em nhớ là anh em nhấn công tắc lên nha anh em ha. Công tắc on off trên đây, nhấn công tắc lên là lúc đó là mình giật máy thôi. Rất là nhẹ nhàng ha. Máy nổ rất là nhuyễn luôn anh em. Rất là nhuyễn ha. Mắt xăng nè, anh em nhìn mắt xăng của nó nè, còn mới tịnh luôn á ha. Đó. Rồi cái lượng xăng nè ha, mới tinh luôn. Máy này cũng như là nó đẹp từ A tới Z anh em ơi. Đó, gan tay là nhuyễn như luôn. Cái bô mà còn trắng tinh luôn ha. Anh em nhìn ra cái lồng bô ở bên trong đó, nó còn trắng tinh luôn á. Bản da kìa, xanh luôn. Rồi bây giờ mình test da cho anh em xem nha. Da lên rất là ngọt nha anh em. Lên ga là con cực kỳ ngọt luôn, về ga đi rất là nhuyễn luôn ha. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Quá chắc cái máy. Rồi đối với lại mã số 1 Mitsubishi GB181, động cơ là 6 ngựa 3 nha, được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2000. Thì đối với lại mã số 1 mình có giá bán cho anh em với giá là 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu nha. Máy tình trạng là đẹp trên 90% luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua lại đầu máy cứu hỏa
Đây. Đây, đầu máy cứu hỏa này rất là tiện cho anh em bỏ vỏ lãi nha. Nó là máy đứng luôn nha anh em, máy đứng luôn ha. Rồi mã số 2, đầu máy cứu hỏa Rabit nha anh em. Thì cái dòng mà cái dòng mà cứu hỏa của Rabit thì anh em cũng đã biết rồi, nó là thương hiệu hàng đầu luôn nha anh em ha. Đó, cái dòng Rabit ha. Rồi, đối với lại mã số 2 mình thì có giá bán cái này với giá là 4.8 triệu nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái đầu máy cứu hỏa Rabit cho anh em xem nha. Rồi, thì đối với lại cái đầu máy cứu hỏa Rabit thì động cơ là động cơ hai máy nha anh em. Động cơ hai máy ha. Đó, động cơ hai máy hai thì chạy xăng pha nhớt nha anh em. Động cơ hai máy hai thì chạy xăng pha nhớt. Thì đối với lại cái động cơ mà của Rabit này á, thì công suất của nó là 25 kW, là mình tính ra là nó khoảng 35 ngựa nha anh em, 35 ngựa trên 35 ngựa nha. Thôi mình tính chuẩn cho anh em là 35 ngựa đi. Đó, 35 ngựa. Thì anh em những cái dòng máy này mà anh em bỏ xuống vỏ lãi là anh em chạy cực kỳ ngon luôn, cực kỳ đã nha. Thì đối với lại cái máy mã số 2 này á, thì nó là có chức năng đề nổ diệt nổ luôn nha anh em. Ha, đề nổ diệt nổ luôn. Anh em nhìn nha, hai cái đường bô của nó đi xuống rất là đẹp. Ha. Rồi mình sẽ cho anh em xem cái ngoại hình mặt trước luôn nha. Đây là đó, đây là mặt trước của nó ha. Đây là công việc của nó đây ha. Mở ra cho anh em xem luôn. Đó, đồ còn 7 màu luôn nha anh em. Ha. Nè, nhông đề còn rất là đẹp. Đồ còn 7 màu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cái phần bô cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy cái bô của nó không? Đó, cái máy này là máy đứng, hiện trạng là đứng vậy luôn nha anh em. Đó, rất là tiện cho anh em bỏ vỏ lãi luôn nha. Nha. Rồi anh em nhìn nè, đồ của nó nè, nguyên zin hết 100% nha anh em. Đó, ốc tán là còn 7 màu đều ren hết ha. Thì đối với cái máy cứu hỏa Rabit B406 này là coi như là nó là giải nhiệt nước nha anh em ha. Động cơ giải nhiệt nước nha. Rồi một lát nữa mình sẽ chỉ cái chỗ giải nhiệt nước cho anh em, để về anh em đi cái đường nước vô để giải nhiệt cái máy ha. Rồi đây đó, đây là cái mặt sau của nó đây. Máy rất là đẹp anh em ơi ha. Đây nè, cốt của nó nè. Rồi thì đây nè, mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Ở đây là một cái đường nước vô giải nhiệt nha anh em ha. Đường nước vô đây là, đó, đường nước vô đây để giải nhiệt máy nha. Đó, rất là tiện ha. Chế bên xanh con nè, xanh luôn, 7 màu luôn anh em ơi. Máy quá đẹp. Anh em miền Tây mà bỏ cái máy này xuống chạy đua rất là đã nha anh em. Đó, chạy đua rất là sướng luôn ha. Đó, chức năng đề nổ, giật nổ. Đó, củ đề của nó nè anh em. Củ đề của nó còn xanh luôn ha. Nha, nhìn lốc của nó nè. Đó, lốc máy là còn trắng tươi hết toàn bộ ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi. Rồi đây mình sẽ mở cái đầu máy ra cho anh em xem nha. Đó, đầu máy ha, máy 1, máy 2 ha. Đó, máy 1, máy 2. Đó, anh em nhìn nè, cái đầu máy của nó nè. Còn rất là đẹp luôn ha. Đó. Ốc tán là còn zin hết toàn bộ nha. Máy này là mình bao anh cho anh em chuẩn zin 100% nha anh em. Đó, tình trạng là máy cũng như là có chức năng giật nổ, đề nổ ha. Động cơ là động cơ hai thì, hai máy hai thì nha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy luôn cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình test máy cho anh em xem luôn nha. Thank you.
cuốn ơi. Đây đây. Rồi thì cũng như là cái máy này là về là cũng như là anh em cũng như bỏ qua lại là anh em đua tốc độ là rất là ok, rất là ngon nha. Cũng như là công suất của nó cũng khá là lớn ha. Công suất của nó tới 25.5 kW, là cũng như là mình tính ra là khoảng 35 ngựa nha anh em, 35 ngựa có trên ha. Rồi bây giờ mình xin thông báo lại giá mã số 2 nha. Mã số 2 đầu máy cứu hỏa Rapid, động cơ là hai máy ha, hai máy hai thì nha. Đó, động cơ hai máy hai thì. Thì máy là giải nhiệt nước nha anh em, giải nhiệt nước ha. Thì cái chỗ hồi nãy mà đường mà vô nước á, mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em rồi ha. Thì anh em về cứ anh em cứ vô cái đường nước đó là anh em xài sử dụng thôi. Rồi thì công suất của nó là 35 ngựa nha, vòng tua của nó là vòng tua 5.000 nha anh em. Thì đối với lại mã số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 4.8 nha anh em, rất là hợp lý ha. Cũng như là anh em bỏ ra cỡ 4.8 thôi là anh em có cái đầu máy 35 ngựa là anh em về bỏ lại là đua tốc độ rất là sướng nha. Rồi tiếp tục đây. Đi về đi. Đẩy nó cứ rút dây cho nó đi dính cái máy này cho đây. Không. Đẩy cái dây cho giữa. Đẩy dây em giữa. Rồi rồi. Kéo máy lên rồi. Nè, chấp cái máy này. Rồi. Đây, đây. Rồi thêm cái này thì mình về lại được một máy số 3 ha, mã số 3 chữa cháy Tohatsu V55 nha. Tohatsu V55 thì bây giờ mình cũng xin báo giá luôn ha. Đối là mã số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 12 triệu nha. Đời đó 12 triệu. Thì cái đời Tohatsu V55 này là cũng như cái đời này rất là cao ha. Đó đồng hồ màu ha anh em. Đó đồng hồ màu nha. Đó anh em thấy không, cái đời mà đồng hồ màu là đồng cái đời đó là đời sau đời mới giờ nha anh em ha. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa làm cũng như là máy này á, là nó động cơ là động cơ hai máy ha, hai máy hai xi lanh đó, hai máy hai xi lanh đó. Máy á, thì là máy hai thì nha, chạy xăng pha nhớt ha. Đó máy hai thì chạy xăng pha nhớt. Đối với lại cái máy này á, thì nó là giải nhiệt gió nha, giải nhiệt gió luôn cho anh em luôn nha, rất là tiện ha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết cái ngoại hình của máy luôn ha. Đây là đầu tiên mình sẽ cho anh em xem cái thùng xăng. Đây là thùng xăng ha. Thì đối với lại cái máy Tohatsu V55 này á, là cũng như là chế độ mà tỷ lệ xăng á, là anh em cứ là 30:1 ha. Là anh em cứ căn cứ ra anh em đổ 15 lít xăng là nửa lít nhớt nha. Đó là anh em đổ vô cái thùng này là y bốc luôn nha anh em ha, 15 lít xăng nửa lít nhớt. Đó còn mà anh em mà tỷ lệ 30:1 nè là anh em cứ căn cứ vậy là anh em pha thôi ha, rất là dễ, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cái thùng xăng cho anh em xem qua chờ mới luôn. Máy này coi như là nó thêm mình đánh giá là cái máy này khoảng đẹp khoảng 95% nha anh em, 95% của trên luôn. Đó máy rất là đẹp, nước sơn rồi còn như là còn rất là đẹp, rất là bóng bẩy luôn ha. Đây là mặt cấp lô của nó đây. Rồi thì theo thường lệ là cũng như là cái này là nút đèn ha, nút đèn cấp lô đó, cái công tắc đèn cấp lô. Rồi kế bên nữa là đèn bình, kế nữa đèn bảo áp, đèn có như là đèn này đó, đèn là chế độ mà báo cái áp nước nha ha. Rồi đây là báo xăng, đây báo nhớt đó, cái là chỉ làm cũng như là anh em cứ căn cứ theo là tính thôi ha. Nó có báo nhớt thì nó có cái biểu tượng là cũng như là cái bình nhớt này ha, còn mà báo xăng là kiểu biểu tượng là cái bình xăng. Thì đó nó cũng đơn, còn bình nè đó nó cũng đơn giản, anh em nhìn vô là anh em đã hiểu là biết liền ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây giới thiệu cho anh em cái đồng hồ này là đồng hồ của rút kim không nha anh em ha. Rồi đồng hồ bên đây là đồng hồ của báo áp đó, báo chế độ mà áp nước á ha. Rồi kế bên nữa là cái này là tích lơ ha, còn cái này là e, đây là e nè ha. Chừng mà kế bên
cái cần ga là cũng như là chữ nghe ha. Rồi đây là ga ha, ga đây. Rồi đây là công tắc ba nắp, à, một nắp ốp, nắp on, nắp sita đề nha. Đó đề là anh em gạt hết bao giờ ta phải. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết ngoại hình bên trong luôn ha. Máy này á, cũng như là mình theo mình á, à, mình đã có nhìn qua rồi hết ha. Mình sẽ bao cho anh em ốc là 7 màu từ đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đó cái bô nè anh em nhìn, cái bô nó còn đen thui luôn. Cái máy này bên đó theo mình nghĩ là nó chỉ là có xài 1-2 lần thôi chứ không có xài nhiều nha anh em ha. Nó muốn quên xài luôn cái máy này á. Máy này rất là đẹp, rất là mới luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái rồi đây là về trên cái phần gút chân không của nó nè anh em, nhìn cái gút chân không của nó ha, vàng quách luôn anh em ơi ha. Đây nè, cái đầu gút chân không còn mới kinh luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem bên cái phần trong tâm vực của nó luôn nha. Đây quá trời mới vực nè, 7 màu hết ha. Đó tới cái nhông đề bên trong anh em nhìn nè, mới kinh luôn. Rồi rồi đây là một cái quạt nha anh em. Đó đây là cái quạt gió là để giải nhiệt máy nè ha. Đó đây là quạt gió để giải nhiệt máy. Rồi quay qua sáng rồi rảnh quay lục. Đây máy quá trời mới. Rồi đây là máy 1, đây máy 2 ha. Đó anh em thấy không? Ừ. Máy 1, máy 2. Máy 1 nè, máy 2 ha. Anh em nước sơn nó nè, nước sơn zin hết toàn bộ nha. Máy rất là đẹp. Rồi. Để nguyên. Rồi thì đây là một cái sân bơm của nó nha anh em. Sân bơm của nó là hút 90 ha, hút 90 xả 65 ha. Thì nó cái máy này về thì nó có một cái đầu nó nhanh nữa nè. Cái này là nó đi ra luôn cái mặt gam ha. Thì anh em nào mà nếu mà về mà có hãng sửa, mà nếu mà có những cái mặt gam mà có những cây nước sẵn á, là anh em đưa cái mặt gam này vô là anh em bắt vô rất là tiện luôn nha ha. Đó nguyên mặt gam nè. Còn nếu mà anh em không thích đó thì anh em cứ mở ra thôi, anh em cứ mở ra là nổi đầu thôi, nó rất đơn giản đó. Nó ra đầu 65 nè con đó. Còn như máy mình về có gì là mình để phục vụ cho anh em cái đó ha, dính cái gì là mình để cho anh em cái đó. Đó ra đầu 65 nè ha. Còn anh em nào mà nếu mà có mà những cái chạm nước mà để phòng mà để cứu hỏa là nó có những cái mặt gam về, là giờ anh em cứ chồng vô là anh em bắt vô là anh em xài thôi đó, rất là tiện nha ha. Rồi đây là ôi nước. Ở đây là hút 90 nha. Đó, anh em thấy không, cái đồ của nó nè, mới kịnh hết toàn bộ luôn. Từ con ốc luôn, nó đẹp từ con ốc luôn. Theo mình đánh giá cái máy này là không có chê chỗ nào nha anh em. Rồi quay qua luôn. Quay ngược về luôn, mình test máy luôn. Rồi rồi bây giờ mình sẽ tắt máy cho anh em xem nha. Ê lấy ra ngoài để nó chạm vô một cái là vô đây. Rồi rồi bây giờ mình test luôn máy cho anh em xem nha. Nhích lên miếng da nha anh em. Rồi bật lên ha, đèn nè, lên đèn ha. Đó lên đèn là cũng như là nó đã báo có bình rồi đó ha. Rồi lúc đó anh em đề nổ thôi.
Rồi thì cũng như chức năng là đề nổ nha. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng giật nổ luôn cho anh em xem nha. Rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đó, anh em giật cũng như rất là nhẹ luôn ha, giật tay mà không nổ rồi. Em ơi. Rồi thì đối với cái máy này tình trạng cũng như là theo như là máy thì máy cũ, máy hàng nội địa Nhật, nhưng mà có cái là tình trạng máy đó, là cũng như là nó còn đẹp khoảng 95% là anh em cũng yên tâm nha. Đó 95% là cũng như là cái máy này ở bên đó nó mới xài có 1-2 lần thôi là nó đưa về Việt Nam thôi. Anh em nào mà chốt được cái máy này đó, thì anh em cũng như về là anh em cài rất là đã nha. Đó cũng rất là yên tâm ha. Nó rất là nhạy nổ nha. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại mã số 3 chữa cháy Tohitsu V55 giá là 12 triệu nha anh em. Giá 12 triệu ha. Đó. Rồi, tiếp tục. Quay. Bỏ cái đó qua bên đi, chưa gì để cái bình như đó làm cái gì? Kéo máy lên. Rồi thì đối với lại cái máy mã số 4 chữa cháy Rapid có model là VG800 nha anh em ha. Máy này thì 16 triệu, thì 16 triệu mình sẽ bao gồm cho anh em 5 cái cuộn dây bên trong luôn đó, tại vì cái máy này nó về là cũng như là nó có luôn cả 5 cuộn dây đó, mình để mình phục vụ cho anh em luôn ha. Đó đây nè, có đầu nối nhanh đồ này kia đầy đủ luôn đó, về là anh em cứ trồng đầu vô là xài thôi. Đây vô đây nè, 5 đường dây này của nó nè ha, 5 đường dây này của máy mã số 4 nè anh em. Đó dây là cũng như rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Đó thì bây giờ mình lấy ra một thử một đường để mình thử cho anh em xem nha. Đó nhiệm vụ là cái mấy cái đầu nối nhanh của Nhật rất là đặc biệt, anh em chứng nhắn vô là cũng như nó gài lại nha. Đó anh em cần nè, nhắn vô là gài lại ha. Đó chỉ nhắn vô là gài lại. Còn mà anh em mà muốn thao tác, anh em muốn lấy cái ống ra thì anh em ha, có ở dưới đây có hai cái lẫy, anh em nhắn hai cái lẫy này lên, bóp hai lẫy lên là lúc đó anh em rút cái ống ra ha, rất là tiện nha. Rồi anh em bỏ vô là cũng rất là tiện luôn ha, nhắn vô cái là dính, rất là lẹ nha. Đó đặc biệt là cũng như mấy cái đầu nó nhanh của Nhật đó, nó làm nó thao tác rất là lẹ ha. Rồi thì đối với lại cái máy này thì nó mã số 4 này thì nó có 5 cuộn dây, 5 cuộn dây nha. Ống thì ống 65, dài 20 mét nha, cũng như là 5 cuộn là đều ren hết đó, dây 65 dài 20 mét là 5 cuộn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết cho anh em xem mã số 4 chữa cháy Rapid VG800. Đây quay cái thùng xăng cho anh em xem, anh em thấy à, như mới mới luôn, máy này là như mới mới luôn nha anh em, rất là đẹp. Đó, mở cái nắp xăng cho anh xem nè ha, như máy mới luôn, lượt xăng nè, trắng thiếu luôn, quay bên trong cho anh em xem luôn. Đó cái máy này là như máy mới luôn anh em ơi. Rồi đây là mắt xăng của nó nha. Đó mắt xăng đây ha, mắt xăng là còn trong queo luôn. Thì mình theo mình đánh giá là cái máy này là như máy mới là anh em cũng đã biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần chi tiết cho anh em xem cái mặt tắp lô ha. Để mặt tắp lô nha, máy này là đời cao ha. Dòng VG800 là anh em đã biết rồi, công suất khá là lớn ha. Công suất của nó mình tính ra là nó gần 48 ngựa nha. Nó gần 48 ngựa ha. Rồi máy này thì bên đây là cái đồng hồ rút kim không ha, bên tay từ hướng máy nhìn tới máy bên ta phải, máy bên ổ ga, máy bên ổ ga là đồng hồ báo áp ha. Rồi thì máy này thì nó có chức năng á là rút trên không tự động nha anh em, rút trên không tự động ha.
rồi chức năng là cũng như là đề tự động luôn ha, anh em nhắn vô là 5 giây là máy tự động đề, còn mà anh em tắt á, là anh em nhắn vô stop là 5 giây máy tự động tắt ha, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nếu anh em muốn xài cơ thì anh em rút trên không cơ nha, tự anh em tự rút á đó, anh em xài cơ giật tay á, chế độ giật tay á là anh em mở lên chế độ on nè ha, mở lên công tắc lên chế độ on là anh em giật tay là cũng như là trên không này là anh em cũng rút lên bằng tay luôn ha. Còn mà anh em mà nếu mà sử dụng mà chức năng tự động á là anh em nhắn cái star nè, là nhắn đề nè 5 giây, trong vòng 5 giây là máy nó sẽ hoạt động cho anh em đó. Anh em muốn tắt là anh em nhắn stop, trong vòng 5 giây máy nó sẽ tắt cho anh em ha, rất là tiện. Đây quá đẹp, chưa giới thiệu cái này mà. Rồi thì ở đây là công tắc 3 nắp ha, đó công tắc 3 nắp đi, ốp nè, on, star, đề ha, đó. Rồi cái này là e đó, bên từ hướng máy nhìn tới bên tay trái là e nha, e là nó có chữ n nè ha, nó có dấu hiệu là n ha. Còn mà tiddler á, tiddler là cũng như là chế độ lấy xăng nhanh á, là nó có cái chữ nó sẽ đè cái phao xuống đó, anh em thấy không, nó có cái tay thụt cái phao xuống là chế độ lấy xăng nhanh nha. Rồi còn cái kế bên đây là cái ẩu ga, lên ga xuống ga ha. Rồi đây anh em nhìn nè, ngoại hình máy bốc lửa luôn, rất là đẹp. Khung sườn nè, anh em nhìn cái khung sườn đó anh em cũng đánh giá được ha. Đó cái khung sườn á, thường thường á nó dễ bị sét đó, thường thường á mấy khung này nó va chạm nước rất là nhiều, rất là dễ bị sét ha. Nhưng mà đổi cái máy này nó còn rất là đẹp luôn ha. Đó còn 7 màu đều rang hết. Rồi bên trong là nó có cái phần điện thôi, để mình mở ra chi tiết cho anh em xem luôn. Đó thì cũng như là mình cho anh em kiểm tra cho anh em đầy đủ hết. Trong cái thời gian mà cái video clip nó hơi lâu đó, thì anh em cũng thông cảm nha. Tại vì mình sẽ cho anh em những anh em ở xa là cũng như là xem cũng như là chi tiết về cái máy luôn ha. Rồi đây là củ đề nè. Đó anh em thấy không, bóng giận mới tinh luôn. Máy bên trong là như máy mới vậy anh em ơi, rất là đẹp ha. Cái bô kìa, bô lửa đó đen thui luôn. Máy này á mình sẽ bao cho anh em 100% nguyên zin nha, nguyên zin 100% ha. Rồi gài vô. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho anh em xem về cái mặt trước của máy. Đây cái cần rút trên không ở đây ha. Đó thì cái máy này thì nó là rút trên không tự động và rút trên không cơ. Đó anh em muốn sử dụng rút trên không tự động á thì anh em cứ nhắn chức năng tự động là máy nó sẽ rút trên không tự động cho anh em ha. Rồi đây. Đây là cái mở ra thôi cái máy. Anh em thấy không? Nó mới kinh luôn. Bên đây nè. Mấy cái nhông đề nè. Quá trời mới cái máy anh em ơi. Ha. Quá chắc. Rồi. Rồi sau đây quay. Quay luôn. Đó, ha. Đây. Ốc 7 màu đều rang hết. Máy 1, máy 2. Ha. Anh em nhìn nè, cái đồ nó mới kỉnh luôn ha. Máy 1, máy 2. Đây máy này á thì đổi lên cái máy này á thì công suất của nó mình tính ra là nó khoảng là 48 ngựa nha anh em. Đó máy này là công suất lớn ha. Rồi quay qua đây. Đây. Đây là rút cái đây là sân bơm của nó nha. Sân bơm của máy mã số 4 Rabbit GG800 ha. Hút 90. Xả 65 ha. Đó máy thì có sẵn 5 đường dây rồi. Về là anh em cứ việc vô là anh em cứ cho máy nổ là xài thôi. Quay. Ok. Quá đẹp. Rồi. Bây giờ mình sẽ test chế độ
tự động cho anh em xem trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem luôn nha anh em. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ test chức năng tự động trước cho anh em xem nha. Anh em nhớ lên miếng ga nha. Đó, lên cái miếng ga ngay nắp giữa nha nè. Ha. Rồi lúc đó là anh em nhấn cái nút đề ha, star nè. Nhấn vô là lên đèn nha anh em. Đó lên đèn xanh. Nhấn tắt máy tự động là anh em nhắn vô là khoảng 5 giây tắt máy ha. Rồi bây giờ sau đây mình xin test chức năng giật nổ cho anh em xem luôn nha. Đem miếng ga nha anh em. Rồi thì cũng như máy này cũng như là chức năng giật nổ đề nổ ngon lành hết nha anh em ha. Đó, cũng như máy hoạt động khá là tốt, tình trạng máy đạt khoảng 95% nha. Rồi thì bây giờ mình cũng xin báo giá lại nha. Mã số 4 máy chữa cháy Rapid GG800 ha. Động cơ là hai thì hai máy nha. Đó chạy là chạy xăng pha nhớt ha. Đó giải nhiệt á, là có giải nhiệt nước ha. Đó giải nhiệt nước. Thì đối lại cái máy này á, nó có công suất là nó khoảng 48 ngựa nha anh em, 48 ngựa ha, hút 65. Hút 90 xả 65 nha anh em, hút 90 xả 65 ha. Giá là 16 triệu nha anh em. 16 triệu thì mình sẽ bao gồm cho anh em là 5 cái đường dây. Đó mình về chuyến này là mình có được cái máy này về chung là 5 đường dây. Đó thì mình sẽ đưa 5 đường dây đó cho anh em luôn. Đó. Cũng như là chọn gói là dây cổ này kia có đầy đủ ha. Là 5 cái đường dây đó nãy giờ mình giới thiệu cho anh em á. Thì giá là 16 triệu nha anh em. Đó giá là 16 triệu. Rồi thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng lên đây để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu cái máy nào á, thì anh em cũng ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là Tân Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT. Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.